Lái đấy, lái thì thực tế thì như tôi trước tôi mua thời điểm nó 70-80 cân nó đã tầm khoảng 7 triệu, hơn 7 triệu rồi. Nên là bây giờ thì mong muốn sao là những con lái và con giống lợn con ấy, nhà nước tạo điều kiện là hỗ trợ thêm cái. Vùng dịch nhá, chỉ có là những con lợn ốm đau thì mới là không được qua được ra vòng ngoài 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 xã. Đây con lợn này đây, tôi nói các anh em nhé, cái vùng dịch này nhá, là vùng dịch của con lợn tôi sống nhé. 38.000 đồng 1 kg là mức hỗ trợ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi cho các địa phương đến thời điểm này. Tuy nhiên, tại hội nghị trực tuyến sáng nay, nhiều địa phương cho rằng mức hỗ trợ này chưa đủ sức khuyến khích được các hộ dân tự giác trong công tác phòng chống dịch, bởi thiệt hại của dịch bệnh này gây ra cho các hộ chăn nuôi là mất trắng 100%. Này thì thành phố Hải Phòng có trên 400.000 con lợn. Và trong đó thì cái lợn nái thì là chiếm khoảng 10%. Chăn nuôi theo cái công nghệ cao chỉ chiếm được 25%. Số đầu lợn còn lại là 75% là ra trại và các cái nông hộ. Do đó mà cái tình hình kiểm soát dịch bệnh đối với thành phố Hải Phòng nó cũng rất khó khăn. Hiện Việt Nam có hơn 2,5 triệu hộ chăn nuôi, 10.000 trang trại chăn nuôi lợn. Điều này khiến công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này không đơn giản. Trong khi đó, hệ thống khuyến nông thú y cấp xã, huyện hiện nay đang trong quá trình thanh lọc, giảm bớt nhân sự, cũng khiến công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại cơ sở gặp không ít khó khăn. Và từ cái thực tế nó xảy ra như thế này thì có lẽ cũng phải nghiên cứu những cái cơ chế để mà cái trạm thú y chăn nuôi cấp huyện tồn tại trong cái bối cảnh mà cái chăn nuôi của chúng ta vẫn là chăn nuôi nhỏ lẻ là chủ yếu, chứ chưa phải là chăn nuôi tập trung, thì những cái trạm ở cấp huyện nên giữ lại để mà phát huy cái vai trò. Nếu mà bây giờ dịch nó còn lẻ tẻ hơn ít, chứ nếu mà dịch nhiều mà không có lực lượng thì làm sao mà cục thú y mà chạy đâu cho nó khắp nước được. Cái đó là phải từ huyện, nếu mà cái hệ thống đó bị phá vỡ thì người ta không có người, và vì cái người ta làm dịch vụ người ta không có chức năng là quản lý nhà nước, thì đấy là cái khó khăn cho việc phát hiện sớm. Từ chim di cư các vùng có dịch, phương tiện vận chuyển do con người không thực hiện vệ sinh, phun thuốc khử trùng tiêu độc, thức ăn thừa và vận chuyển lợn sống, các sản phẩm của lợn giữa các vùng đều là những nguy cơ khiến cho dịch bệnh nguy hiểm này bùng phát. Do đó, việc xem xét nhanh chóng có mức hỗ trợ về nhân lực và kinh tế hợp lý cho chính các hộ chăn nuôi để chống chọi với dịch bệnh nguy hiểm này là một trong những giải pháp hàng đầu mà nhiều chuyên gia đưa ra nhằm giúp khống chế dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam.